Studio. Ủa? Alo? Ừ, bạn đây. Ủa, sao tới sinh nhật của bạn rồi hả? Bạn mời mình hả? Ra là như vậy. Được rồi, tối nay em Vàng sẽ đến ăn sinh nhật của bạn. Để coi, Vàng sẽ chuẩn bị cho bạn một món quà thiết là bất ngờ. Và thiết là ngon, mà thật khỏi bất ngờ luôn đi. Vàng sẽ bật mí bạn luôn. Vàng sẽ tặng cho bạn một chiếc bánh sinh nhật ngon nhất trên đời này. Được, bây giờ Vàng sẽ đi chuẩn bị đây. Tối nay gặp bạn nha, bye bye. Mình phải làm một chiếc bánh sinh nhật thiệt đặc biệt mới được. Bây giờ mà không đi mua nguyên liệu sẽ không kịp. Mà mình tự đi mua cũng không kịp. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị lò. Mình sẽ nhờ anh San đi mua đồ giúp mình. Anh San ơi! Anh San! Hey. Bây giờ bé Vàng đưa tiền này cho mình. Mình phải biết mua cái gì đây ta? Thiệt là khó suy nghĩ. Hả? Tiệm đồ chơi? Hay là bây giờ mình dùng tiền này để mà mình đi mua đồ chơi ta? Đúng rồi, đi thôi. Sao giờ này mà anh chưa về nữa ta? Trời ơi, giờ này chưa về chừng nào mình mới làm bánh sinh nhật được. Các bạn có biết anh San đang ở đâu không? Anh San về chưa về? Anh đã đi lâu lắm rồi mà chưa về nữa. Ê, con robot đó đẹp quá. Lấy cho xanh con robot đây. Trả tiền. Cảm ơn. San nè. Anh San. Trời, anh ngồi đây mà nãy giờ em tìm anh muốn xỉu luôn á. Sao ngày đây mà tìm San chi nhiều vậy? Đâu rồi, đưa cho em. Cái vậy? Nguyên liệu làm bánh. Nhanh lên đi, trễ lắm rồi. Nếu không lại không kịp làm bánh. Tối nay em phải đi sinh nhật rồi, bây giờ em còn phải nướng bánh, em còn phải trang trí nữa, đau lắm. Anh ở đâu? Đưa đây cho em. Nè. Thôi, không có dở nữa, đưa nguyên liệu cho em. Anh cất ở đâu rồi? Đây nè. Anh cất nguyên liệu ở đâu? Đây nè, anh lấy nguyên liệu làm bánh, anh mua cái này nè. Đồ chơi, siêu nhân. Yeah. Anh lấy tiền anh mua đồ chơi siêu nhân nè. Siêu nhân này làm bánh được. Em không biết, em không nói với anh nữa. Em về đã đưa tiền ra để mua rồi. Anh không thương em về nên anh lấy tiền mua đồ chơi. Đừng khóc nữa. Đừng có đưa vô mặt em. Thôi được rồi. Lúc nào cũng đồ chơi. Lúc nào anh cũng chỉ biết mua đồ chơi. Nếu mà em Vàng buồn
thì anh Xanh cũng đâu có vui. Em sẽ giận anh Xanh luôn. Thôi vậy mình đem đi đổi cái này lấy tiền lại để mua nguyên liệu làm bánh cho em vàng. À, đúng rồi, đổi cái này đi mua nguyên liệu làm bánh cho vàng. Cho xanh đổi con robot này lại. Không được, mua rồi sao mà đổi. Thôi cho đổi lấy tiền lại. Hả? Bán á. Đừng khóc nữa. Thì anh Xanh, cái này á là anh Xanh mua tặng em vàng á. Cái bánh này ở đâu ra vậy? Cái này á là tiền á mà anh Xanh chuột lấy cái món đồ chơi hồi nãy lại á. Nhưng mà tiền chuột lại không có đủ mua nguyên liệu. Bây giờ chỉ đủ mua một cái bánh như vậy thôi. Anh Xanh mua tặng em vàng á. Đừng có giận anh Xanh nữa nha. Trời, nó còn rộng ngay chất nữa. Hết rộng rồi nè. Đừng giận nữa nha. Em trả cho anh Xanh, em không muốn chơi với anh Xanh nữa. Anh Xanh hư. Thôi đừng giận nữa mà. Xin lỗi, ăn bánh đi. Từ ban đầu em đâu có muốn giận anh Xanh đâu. Em chỉ cho anh Xanh đi mua đồ thôi. Mà anh Xanh đi ham chơi. Anh Xanh không mua đồ cho em. Xin lỗi. Bây giờ em không có nguyên liệu để làm bánh tặng cho bạn. Thôi Xanh xin lỗi mà đừng giận Xanh nữa. Ăn bánh đi. Bánh ngon lắm á. Em nhà đâu có để ăn bánh đâu. Nếu vậy thì em nhà sẽ đem cái bánh này tặng cho bạn của em về sinh nhật tối nay. Năm nay bạn em tới 15 tuổi, làm sao cắm 15 cái nến lên cái bánh này được? Thì bạn của bạn cắn 15 cái là đủ 15 tuổi. Nhưng cái bánh làm sao cắm 15 cái nến được? Cắm cái nến sao không hai cái bánh luôn? Thì mua cái nến nhỏ thôi. Đồ chơi là chỉ mua khi nào mà mình có nhiều tiền, mình được các anh lớn cho phép mình đi mua đồ chơi thôi. Còn khi mà mình cầm tiền để đi mua những đồ dùng vật dụng cần trong nhà thì mình không thể lấy tiền đó đi mua đồ chơi được. Xanh biết rồi, Xanh xin lỗi mà. Anh Xanh hứa với em vàng đi. Hứa? Thôi tới này em sẽ đem cái bánh này và em sẽ giải thích với bạn của em. Anh Xanh hứa rồi, nhớ giữ lấy lời nha. Hứa? Dù sang đi nữa thì lần này em cũng rất là vui vì anh Xanh của em đã biết suy nghĩ lại rồi. Chắc anh Xanh đang dần lớn lên thiệt rồi đó. Thôi bây giờ em chuẩn bị đồ để đi sinh nhật bạn đây. Cảm ơn anh Xanh nha.